học trực tuyến mà tương tác nói chuyện với nhau trong lớp vô cùng hiệu quả và dễ dàng như một lớp học online. Có thể giơ tay phát biểu, trao đổi y như học trực tiếp, chỉ với một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính có thể lên mạng. Xin chào, tôi là cô giáo Trang Elena. Chính tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi rất nhiều cơ hội để ra nước ngoài, làm việc với người nước ngoài và có cơ hội được phiên dịch cho những diễn giả hàng đầu. Chính bởi vậy, hôm nay tôi muốn tặng bạn một cơ hội học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí tuyệt vời để thay đổi tiếng Anh của mình mãi mãi. Có lẽ cái mà học sinh sinh viên Việt Nam ám ảnh nhất thời phổ thông và nỗi niềm này vẫn còn đeo bám tới tận bây giờ, đó chính là tiếng Anh. Chính bởi vậy, làm thế nào để học được tiếng Anh thuận lợi nhất, học tại nhà mà như mình đến học trực tiếp? Thì đó là lý do tôi và đội ngũ Idolo English đang nghiên cứu và đưa đến một khóa học mà ai cũng có thể học được ở mọi khoảng cách xa gần. Đó chính là khóa học trực tuyến bằng công nghệ 4.0 rất mới. Khóa học trực tuyến webinar này sẽ giúp các em ở mọi miền đất nước có thể theo học cô và đội ngũ huấn luyện viên Idolo tại Hà Nội. Khóa học với công nghệ 4.0 có một điều đặc biệt hơn các khóa học online ngoài kia, đó là học trực tuyến mà tương tác nói chuyện với nhau trong lớp vô cùng hiệu quả và dễ dàng như một lớp học online. Có thể giơ tay phát biểu, trao đổi y như học trực tiếp, chỉ với một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính có thể lên mạng. Học một cách tràn đầy cảm hứng để có thể hiện thực hóa được đam mê chinh phục tiếng Anh của mình, có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tự hào hơn, nhiều cơ hội rộng mở hơn nhờ tiếng Anh, cũng như tiếng Anh đã thay đổi cuộc đời của bạn. Hãy đăng ký tham gia bằng cách click cái link đăng ký tham dự ở link bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại lớp học.